Trẻ đau bụng rối loạn tiêu hóa khiến bé mệt mỏi, lười ăn. Đau bụng rối loạn tiêu hóa là tình trạng hay gặp ở đối tượng trẻ nhỏ. Vì trẻ có hệ tiêu hóa chưa phát triển toàn diện, hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu, nên bé rất hay gặp các vấn đề ở hệ tiêu hóa. Trẻ đau bụng rối loạn tiêu hóa do những nguyên nhân nào gây ra? Hãy cùng tham khảo những nguyên nhân dưới đây. Từ đó có biện pháp xử lý kịp thời cho tình trạng này nhé. Nguyên nhân khiến trẻ đau bụng rối loạn tiêu hóa là gì? Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến trẻ bị đau bụng rối loạn tiêu hóa. Dưới đây sẽ là một số nguyên nhân chính gây nên tình trạng này ở trẻ, trẻ em với hệ miễn dịch yếu, hệ tiêu hóa chưa phát triển toàn diện. Vì thế, trong những năm tháng đầu đời bé rất dễ bị các loại vi khuẩn hay virus tấn công. Điều này là nguyên nhân gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa ở trẻ, kháng sinh là loại thuốc vô cùng phổ biến được sử dụng nhiều đối với trẻ. Kháng sinh giúp tiêu diệt những vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể. Tuy nhiên, khi trẻ sử dụng kháng sinh Ngoài việc sẽ giúp tiêu diệt những vi khuẩn có hại thì chúng còn tiêu diệt luôn cả những vi khuẩn có lợi. Vì thế khiến cho hệ tiêu hóa bé trở nên rối loạn. Môi trường sống của gia đình kém vệ sinh, nguồn nước ăn không đảm bảo cũng là nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa thường xuyên cho con trẻ, bé có thể bị rối loạn tiêu hóa sau một thời gian điều trị bệnh. Những bệnh như viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng phải sử dụng đến kháng sinh. Sau một thời gian điều trị những bệnh này, bé hay gặp phải tình trạng rối loạn tiêu hóa. Những bé có chế độ ăn không hợp lý cũng gây nên tình trạng rối loạn tiêu hóa. Chế độ ăn hợp lý là chế độ ăn có đầy đủ các vitamin và khoáng chất. Chế độ ăn đầy đủ bốn nhóm chất thiết yếu, giúp cung cấp các chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Nhiều bé ăn nhiều một số chất nhưng lại thiếu các chất còn lại. Một số trường hợp do mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con chưa đầy đủ và hợp lý. Những lý do trên dẫn tới tình trạng trẻ bị rối loạn tiêu hóa, triệu chứng trẻ đau bụng rối loạn tiêu hóa như thế nào? Mẹ có thể phát hiện con bị rối loạn tiêu hóa qua những biểu hiện sau đây, bé bị nôn chớ, nôn chớ là một biểu hiện của hệ tiêu hóa con đang bị rối loạn. Thường gặp ở những trẻ sơ sinh do hệ tiêu hóa chưa ổn định. Khi lớn dần lên thì bé sẽ tự khắc hết tình trạng này. Bé đi ngoài phân sống, rối loạn tiêu hóa khiến cho thức ăn không tiêu hóa hết. Sự mất cân bằng hệ vi sinh trong đường tiêu hóa khiến con đi ngoài phân sống. Việc mất cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa còn gây nên một loạt các triệu chứng ở đường tiêu hóa như tiêu chảy, đau bụng, đi ngoài phân có thể có lẫn chất nhầy, bé bị táo bón, táo bón cũng xảy ra khi hệ vi sinh đường tiêu hóa bị rối loạn. Táo bón làm cho việc đi ngoài trở nên khó khăn hơn, bé bị tiêu chảy, đây là dấu hiệu dễ nhận ra nhất của một trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Khi bé bị rối loạn tiêu hóa, hệ vi sinh đường tiêu hóa thay đổi. Bé rất dễ bị tiêu chảy, trẻ đau bụng rối loạn tiêu hóa phòng tránh như thế nào? Mỗi tình trạng ở hệ tiêu hóa bé đều có những cách phòng tránh khác nhau. Bé bị rối loạn tiêu hóa mẹ có thể áp dụng những biện pháp sau giúp phòng tránh tình trạng này, bổ sung men vi sinh cho con. Rối loạn tiêu hóa thông thường do sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Vì thế bổ sung men vi sinh giúp cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa cho bé. Con sẽ không gặp phải tình trạng rối loạn tiêu hóa. Xây dựng cho bé một chế độ ăn uống khoa học. Một chế độ ăn uống khoa học là một chế độ ăn uống đầy đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng. Nhóm đường bột, nhóm chất đạm, nhóm chất béo có lợi và nhóm vitamin khoáng chất khuyến khích con tập thể dục mỗi ngày. Tập thể dục giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Tập thể dục còn giúp cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra hiệu quả hơn, nhắc bé rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Mẹ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tránh mầm bệnh sinh sôi trong nhà. Bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp con có một cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày, uống gì để trẻ hết đau bụng rối loạn tiêu hóa? Men vi sinh là một trong những sản phẩm hỗ trợ giúp trẻ giảm tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa hiệu quả. Dưới đây chuyên gia sẽ gợi ý cho mẹ một sản phẩm men vi sinh có khả năng giúp con giảm tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Giúp bé có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cùng tìm hiểu về thành phần của men vi sinh Amano Cũng như cùng tìm hiểu lý do tại sao men vi sinh này lại được các chuyên gia tin dùng đến vậy nhé. Amano có thành phần như thế nào? Enzim tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được. Bổ sung bào tử lợi khuẩn cân bằng hệ vi sinh đường ruột kích thích cơ thể sản sinh enzim tiêu hóa. Tăng cường hệ miễn dịch cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón, các vitamin nhóm B kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé. Lysine và Taurin đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ. Tại sao nên chọn amano enzyme gon bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ? Đây là thương hiệu hơn 120 năm, được thành lập năm 1899. Amano Enzyme Gon là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano. Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới. Thạc sĩ dược học Lê Minh Tuấn ông tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm, dược sĩ đã tin tưởng sử dụng sản phẩm cho những người thân trong gia đình mình và dược sĩ cũng đánh giá đây là một trong những sản phẩm enzyme tiêu hóa tốt nhất mà dược sĩ từng sử dụng, trên đây là nguyên nhân cũng như triệu chứng của tình trạng trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Cảm ơn các mẹ đã xem hết này. Hy vọng video sẽ cung cấp cho mẹ những kiến thức bổ ích giúp mẹ chăm sóc sức khỏe bé hiệu quả hơn. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929 197 777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo